Fort Blocking Bay. Đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 13 tháng 10, 2012. Trà My kính chào quý vị. Việt Nam tuyên bố hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông vô giá trị. Giới sản xuất Mỹ đặt vấn đề về việc Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương. Liên hiệp châu Âu đoạt giải Nobel Hòa Bình năm 2012. Và nhiều tin khác nữa, mời quý vị theo dõi chi tiết. Việt Nam một lần nữa yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông và phản đối các hoạt động liên tiếp của Bắc Kinh tại hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa trong thời gian gần đây. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị ngày 11 tháng 10 tố cáo Trung Quốc vi phạm luật pháp quốc tế, đi ngược lại thỏa thuận Việt-Trung về các nguyên tắc cơ bản giải quyết vấn đề trên biển ký kết hồi tháng 10 năm ngoái và không tuân thủ tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông mà Trung Quốc đã ký với ASEAN hồi năm 2002. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Việt Nam đáp câu hỏi của báo giới về phản ứng trước hàng loạt các động thái của Bắc Kinh khẳng định chủ quyền ở Trường Sa, Hoàng Sa từ cuối tháng 9 tới nay. Ngày 23 tháng 9, Trung Quốc loan báo cho máy bay không người lái tăng cường giám sát Biển Đông, bao gồm khu vực Trường Sa, Hoàng Sa. Đầu tháng 10, Bắc Kinh tổ chức kỷ niệm lễ Quốc Khánh trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa. Hai hôm sau, hạm đội Nam Hải của Trung Quốc diễn tập trực chiến khẩn cấp ở Hoàng Sa. Mới đầu tuần này, hôm 8 tháng 10, Bắc Kinh tuyên bố lập phòng khí tượng thành phố Tam Sa để cảnh báo khí tượng hải dương, bảo vệ tàu bè và các hoạt động thăm dò dầu khí của Trung Quốc trong khu vực. Bộ Ngoại giao Việt Nam nói những việc làm của Trung Quốc hoàn toàn vô giá trị và khiến cho căng thẳng Biển Đông leo thang. Việt Nam đề nghị Trung Quốc ngừng các hoạt động sai trái để góp phần phát triển quan hệ Việt-Trung trên tinh thần hợp tác, hữu nghị và duy trì hòa bình ổn định cho khu vực Biển Đông. Trước đó 3 tuần, Phó Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc nhắc lại cam kết với ASEAN rằng Bắc Kinh chỉ mong muốn có mối quan hệ hòa bình với các nước và quyết tâm duy trì hòa bình cho khu vực. Giới sản xuất ở Mỹ đặt vấn đề về việc Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP. Liên minh Hành động Sản xuất Thương mại Mỹ AMTAC vừa gửi thư cho đại diện thương mại Hoa Kỳ Ron Kurt kêu gọi chính quyền của Tổng thống Barack Obama coi lại xem Việt Nam có phải là một đối tác thích hợp cho bất kỳ thỏa thuận nào về Hiệp định TPP hay không. Nguyên nhân khiến cho Liên minh AMTAC quan ngại xuất phát từ việc Bộ Lao động Hoa Kỳ vừa liệt kê Việt Nam vào danh sách 74 nước trên thế giới có vấn đề về sử dụng lao động trẻ em và cưỡng bức lao động trong ngành sản xuất hàng dệt may. Ngoài ra, theo Liên minh AMTAC, thì thực trạng chính quyền Việt Nam không cho phép cạnh tranh chính trị, thiếu tự do báo chí, nền kinh tế bị thống trị bởi các công ty nhà nước, thiếu tư pháp độc lập và nạn vi phạm nhân quyền tràn lan là những lý do mà chính quyền Mỹ nên cân nhắc đối với việc Hà Nội tham gia vào Hiệp định TPP. Đây là thỏa thuận thương mại tự do đa phương nhằm thúc đẩy hội nhập kinh tế toàn diện giữa các nước trong vòng cung Thái Bình Dương. Trong số 9 nước hiện đang đàm phán, có Hoa Kỳ và Việt Nam. Một thỉnh nguyện thư đang được phát động tại Mỹ kêu gọi ngăn chặn các mặt hàng thủy hải sản nhập khẩu không an toàn từ Việt Nam và Trung Quốc. Thỉnh nguyện thư trên trang forchange.com cho biết là dân Mỹ tiêu thụ gần 7 tỷ kg hải sản mỗi năm. Trong số này, chỉ hơn phân nửa được nuôi trồng đánh bắt ở Mỹ. Việt Nam và Trung Quốc là hai nước xuất khẩu hải sản nhiều nhất sang Hoa Kỳ. Mỗi năm, Việt Nam xuất trên 45 triệu kg tôm sang thị trường Mỹ, tức là chiếm 8% tổng số tôm mà dân Mỹ tiêu thụ hàng năm. Thỉnh nguyện thư nói, các cơ sở chế biến của Việt Nam không đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm, hôi hám và dơ bẩn. Tôm được giữ trong đá lạnh được đông từ nước máy không đủ tiêu chuẩn vệ sinh. Các vi khuẩn độc hại xâm nhập vào tôm qua các loại đá ướp này có thể gây nguy hại cho sức khỏe con người. Thỉnh nguyện thư kêu gọi mọi người ký tên để yêu cầu giới hữu trách Hoa Kỳ cấm nhập khẩu các mặt hàng hải sản nguy hiểm từ Việt Nam, hầu bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng ở Mỹ. Chuyển sang phần tin quốc tế, Liên hiệp châu Âu đã được trao giải Nobel Hòa Bình năm 2012. Chủ tịch Ủy ban Nobel của Viện Hàn Lâm Thụy Điển loan báo rằng EU đã đoạt giải thưởng cao quý này hôm 12 tháng 10 tại Oslo. Ủy ban Nobel nói rằng trong hơn 6 thập niên qua, Liên hiệp châu Âu và các nước thành viên nòng cốt đã đóng góp để thăng tiến hòa bình, hòa giải, dân chủ và nhân quyền tại châu Âu. Dù Liên hiệp châu Âu hiện đang trải qua những khó khăn kinh tế nghiêm trọng và tình trạng bất ổn xã hội đáng kể, nhưng Ủy ban Nobel muốn tập trung vào vai trò của EU để ổn định hóa tiến trình biến đổi châu Âu từ một lục địa từng ngập trong chiến tranh thành một lục địa của hòa bình.
Khôi Nguyên giải Nobel văn học người Trung Quốc, ông Mạc Ngôn lên tiếng ủng hộ nhà bất đồng chính kiến đang bị Bắc Kinh cầm tù là Khôi Nguyên giải Nobel hòa bình Lưu Hiểu Ba. Ông Mạc Ngôn đoạt giải thưởng cao quý của Viện Hàn lâm Thụy Điển năm nay. Trước đó, ông bị nhiều nhà bất đồng chính kiến chỉ trích vì đã không lên tiếng về trường hợp ông Lưu Hiểu Ba hiện đang thụ án 11 năm tù về tội kích động lật đổ chính phủ. Nhà văn Mạc Ngôn nói ông hy vọng nhà bất đồng chính kiến Lưu Hiểu Ba có thể được trả tự do trong nay mai để tiếp tục nghiên cứu về chính trị và hệ thống xã hội. Lời bình luận của ông Mạc có phần chắc sẽ khiến cho chính phủ Trung Quốc khó xử. Bắc Kinh đã hết lời ca ngợi tác giả Mạc Ngôn, nói rằng ông đại diện cho những giá trị dòng chính. Phản ứng chính thức của Bắc Kinh trước việc ông Mạc Ngôn được trao giải Nobel văn chương trái ngược hoàn toàn với cách đây 2 năm khi Trung Quốc giận dữ phản ứng trước tin nhà hoạt động Lưu Hiểu Ba được trao giải Nobel hòa bình. Ngay sau đó ở Trung Quốc, tên ông Lưu đã bị cấm bàn tới và ông bị chế nhạo như một công cụ của Tây Phương. Giới hoạt động bảo thủ Nam Triều Tiên phản đối lãnh tụ Bắc Triều Tiên trong một cuộc biểu tình hôm 12 tháng 10 tại Seoul. Những người biểu tình đốt hình nộm lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, kêu gọi miền Bắc chớ xen vào cuộc bầu cử tổng thống của Nam Triều Tiên sẽ được tổ chức vào tháng 12 năm nay. Một phát ngôn nhân của Tổ chức Liên đoàn Phụ huynh Triều Tiên cho biết, Bắc Triều Tiên đã đe dọa là sẽ gây chiến tranh hạt nhân nếu ông Park Geun-hye, ứng cử viên tổng thống của đảng bảo thủ đương quyền Nam Triều Tiên, thắng lợi trong cuộc bầu cử sắp tới. Giới chức y tế Liên bang Hoa Kỳ loan báo số tử vong trong vụ bộc phát bệnh viêm màng não nấm hiếm có do thuốc kích thích steroid bị nhiễm trùng gây ra đã tăng lên tới 14 người. Ngày 11 tháng 10, Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh của chính phủ Mỹ, gọi tắt là CDC, cho biết có tất cả 169 ca viêm màng não nấm đã được xác nhận. Theo CDC thì 90% các bệnh nhân chích thuốc bị nhiễm độc đã được xác định. Xét nghiệm 50 lọ thuốc steroid sản xuất bởi Trung tâm Bào chế Thuốc Hỗn hợp có trụ sở ở bang Massachusetts cho thấy dương tính với nấm độc. Giới hữu trách cho biết công ty này có thể đã vi phạm luật tiểu bang khi bào chế số lượng lớn thuốc kích thích để bán ra ngoài tiểu bang. Viêm màng não là một chứng bệnh tác động tới màng bảo vệ não bộ và tủy sống. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 13 tháng 10, 2012. Chương trình truyền hình vệ tinh của VOA trên Iowa Asia Satellite phát sóng lúc 7 giờ sáng Việt Nam, được chiếu lại vào 6 giờ rưỡi chiều cùng ngày và 4 giờ sáng hôm sau. Phần tin tức thời sự lúc 7 giờ sáng còn được tiếp nối bằng chương trình dạy tiếng Anh của đài VOA. Trên trang web voatiengviet.com có hướng dẫn chi tiết cách vào kênh truyền hình vệ tinh của đài VOA. Ngoài ra, quý khán thính giả cũng có thể xem tin tức và các chương trình radio, video của đài VOA trên trang nhà voatiengviet.com, trên YouTube VOA Tiếng Việt Video và trang Facebook VOA Tiếng Việt. Trà My xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần tới.